Johnson. Đây là một ca khúc gửi gắm tình thương yêu sâu sắc đến những trẻ em nghèo đói ở châu Phi vào năm 1985. Và ngày hôm nay, tại sân khấu này, bài hát sẽ được thể hiện bởi các em học sinh đến từ trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Xín Mần. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho các em. Xin mời các em lên sân khấu và xin mời nhạc ạ. Someone, somewhere, we should make a change.